là thơm mọi người ạ. Chào chị các bạn nhé, mình đang có mặt tại Big C, trong những cái gian hàng sẽ kiếm một mấy cái đùi gà về mình thực hiện cái món ăn tuyệt vời nhé. Đây mình làm lên đùi này. Đây là cái đùi gà mà vừa lúc nãy mình đi Big C mình mua được về. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ra rửa sạch và chúng ta thực hiện cái món một cái món rất là ngon, đó chính là cái món gà chiên nước mắm nhé. Thì để thực hiện được nó thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ ướp cái đùi gà này trước. Sau đấy thì mình sẽ tiến hành mình đem mình chiên nhá. Trước khi mình ướp cái đùi gà thì mình dùng cái dĩa này, mình thâm vào cái thịt của nó để tí mình ướp thì nó sẽ thấm gia vị hơn một chút nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ướp cái đùi gà của mình. Mình sẽ cho vào đây một chút nước mắm. Mình ướp trước cái một ít nước mắm để cho nó có cái vị thơm, ngon. 1/2 thìa bột ngọt nhé. Một phần hai thìa hạt tiêu. Sau đó thì mình sẽ bóp đều các nguyên liệu lên. Mình ướp rất là đơn giản, mình không ướp phức tạp gì cả. Tí chúng ta chiên sau, chúng ta chiên mấy nước sau cuối chúng ta làm cái nước sốt nước mắm tỏi đấy. Chúng ta bỏ vào chúng ta xóc sau với nó. Nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Mình sẽ ướp cái đùi gà của mình ở đây trong vòng khoảng tầm 30 phút để cho nó thấm gia vị nhé. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người ướp khoảng tầm 1 tiếng cho mình. Nếu mà không có thời gian thì mọi người ướp cho mình khoảng tầm 30 phút, sau đấy mọi người đem mình chiên. Đấy. Sau khi cái đùi gà của mình đã ướp được khoảng tầm 30 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào mình chiên nhé.
gà của mình đã chiên được vàng rồi như thế này rồi. Bây giờ nó đã chín rồi, mình sẽ cho ra ngoài để chiên nước mắm nhá. Tắt bếp đi. Mình sẽ cho vào đây một chút hành này, một ít tỏi này, và một ít sả này. Ta sẽ phi cái nguyên liệu lên. Bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng nửa thìa nước mắm thôi, không thêm nhiều nữa. Cho vào đây khoảng một muôi tương cà chua nhé. Ba thìa đường nhé. Một thìa sa tế. Và nửa thìa tương ớt nhé. Đấy, mình đã được cái kết hợp nguyên liệu rất là ngon rồi. Sau khi mà cái phần nước sốt này của mình nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho cái phần đùi gà của mình vào nhé. Ok, sau cùng cái phần nước sốt của mình nó đã cạn đi như thế này rồi, tức là nó đã ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái đùi gà của mình ra ngoài để mình thưởng thức nhá. Xem cái kết quả của nó ra sao nhá. Mình nghĩ là nó rất là tuyệt vời đấy. Xin mời anh chị và các bạn cùng mình thưởng thức cái món ăn tuyệt vời nhé. Mình rất là phấn khích với nó. Có lẽ là để ăn được nó thì mình xin thêm cái găng tay vào nữa. Quá tuyệt luôn. Đây cho anh chị và các bạn coi. Nhìn cái thịt gà chưa? Mình sẽ thêm rồi. Nóng quá. Rồi. Anh chị các bạn thấy không? Quá tuyệt. Cái thịt gà ăn tương đối là mềm và rất là thơm mọi người ạ. Khi chúng ta ăn nấn mà ăn kèm thêm cùng với cái nước sốt nữa ấy, nên thịt gà của chúng ta nó có cái vị chua chua một chút này, ngọt ngọt này, nó rất là thơm, mùi tỏi, mùi hành cũng như là mùi sả. Thấy tương cà chua nó có vị chua chua, ngọt ngọt. Còn bên này cái vị cay cay của tương ớt với sa tế nữa, nó rất là thơm và ngon. Mọi người ăn thì chủ yếu là chúng ta sẽ dùng cái nước sốt này, chúng ta ăn cùng nấm cái thịt gà chúng ta. Rất tuyệt mọi người ạ. Vậy thấy không? Như vậy là mình vừa hoàn thành xong cái món gà chiên nước mắm rồi. Rất là tuyệt vời. Thực sự là cái này nếu mà chúng ta làm để ăn cơm thì mình nghĩ là không phù hợp.
Chúng ta nếu mà mọi người làm cái đùi gà để ăn chơi, bạn ví dụ bạn bạn nhóc một cái đùi gà, chúng ta ngồi nhâm nhi đôi gặm này thì rất là tuyệt, cực kỳ ngon luôn. Và nếu mà cho trẻ con ăn thì mọi người sẽ rút cái tương ớt, rút cái sa tế đi thì nó sẽ đỡ bị cay hơn và khi mà ăn nó sẽ ngon hơn. Thế thịt gà ăn nó cảm giác là mềm, nó ngọt ngọt, nó hơi hơi có vị chua 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 một chút, cà chua nó là chua ngọt chứ không phải chua gắt đâu nha mọi người nhé. Nên là cảm giác khi mà ăn rất là tuyệt. Như vậy mình đã hoàn thành xong cái món gà chiên nước mắm rồi. Thì cảm ơn và tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm like, comment cũng như chia sẻ mọi người cùng xem nhé. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.